Một không khí náo nhiệt, vui tươi trong nhà thi đấu cũng như trên sân trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hơn 200 giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng nhau tham gia hội thi gói bánh tét kết nối yêu thương. Con học được rất là nhiều kinh nghiệm để gói bánh và con cảm thấy cái việc gói bánh này đã trao đi được rất là nhiều tình thương đến những người già. Con cảm thấy rất là hồi hộp và phấn khởi vì được trao tặng những cái đòn bánh tét đến cho những bạn học sinh nghèo và những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy rất vui cho con mình được trải nghiệm được nhiều cái bài học hay quý về bánh nhân gian của mình. Hơn hết là mình được đi trải nghiệm để chia cho đồng bào, những người mà có hoàn cảnh khó khăn đó, mình thấy rất là vui. Mình muốn là mỗi năm mỗi có để cho con em mình nó học hỏi thêm được nhiều cái mà họ hiểu biết về bánh nhân gian của quê mình vậy đó. Học sinh không chỉ trải nghiệm hoạt động văn hóa Tết Nam Bộ trên những chiếc bánh tét do chính tay mình gói, mà thông qua hoạt động này, nhà trường cũng muốn giáo dục kỹ năng, đạo đức học sinh và gắn kết gia đình trong giáo dục học sinh. Giáo dục các em học sinh là có được cái hiểu biết về ý nghĩa truyền thống của ngày Tết dân tộc. Rồi thông qua cái hoạt động này, các em sẽ mang những cái đòn bánh mà các em làm được là gửi cho những em không có hoàn cảnh khó khăn. Thì mục đích của trường là để thực hiện cái việc mà giáo dục học sinh. Trong đó thì giáo dục về các cái kỹ năng và đặc biệt là giáo dục về đạo đức học sinh. Trong đó cái chia sẻ về cái tình cảm yêu thương giữa người với người nhân cái dịp Tết. Và đặc biệt nữa đó là lưu giữ cái truyền thống tốt đẹp của ông bà mình, đặc biệt là ở miền Nam thì thường Tết có gói bánh tét để cúng ông bà. Gần 500 chiếc bánh tét do giáo viên, phụ huynh và học sinh gói trong hội thi sẽ được nhà trường trao tặng đến những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đồng thời gửi tặng cho nơi nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ và người già không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố.